Nguyễn Văn Nên, Phó ban chuyên án Nam Cam và cuối đời thần bại danh liệt Chào mừng bạn trở lại với kênh OV Đại Bàng Trong chuyên án Nam Cam, Nguyễn Văn Nên là một mắt xích cực kỳ quan trọng Khi là Phó ban chuyên án cũng như chính là người khiến Hải Bánh phải khai ra toàn bộ sự thật Tuy nhiên cũng chính chuyên án này đã khiến cho sự nghiệp của ông Nên phải dừng lại sau những sai lầm của mình Người khiến Hải Bánh khai ra toàn bộ sự thật Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội 13 tuổi, Hải Bánh đã nếm mùi tù tội về tội trộm cắp và đánh lộn. 6 tiền án, 3 tiền sự và 13 mùa xuân ăn Tết trong tù đã đưa Hải Bánh vào loại tiền án nhiều hơn tiền mặt và ở tù nhiều hơn ở nhà. Cũng vì thế mà dòng giã 5 tháng 24 ngày ở nhà tạm giữ công an quận nhất qua trí Hòa và trại giam T16B, hắn không hề hé răng. Tình thế này cũng đặt ra một vấn đề rất khó cho bàn chuyên án là không cậy miệng được Hải Bánh thì vụ án giết Dung Hà cũng như việc triệt phá đường dây tội ác của Nam Cam và đồng bọn gặp rất nhiều khó khăn. Dòng dã 5 tháng 24 ngày ở trong các trại giam, Hải Bánh không hề hé răng. án thừa biết với tội gây dối trật tự công cộng thì thời gian tạm giam tối đa là 6 tháng và theo luật định cơ quan tố tụng không thể gia hạn. 6 ngày ít ỏi để cậy miệng tên trùm giang hồ là một thách thức lớn. Sau khi thống nhất với công an thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2001, Hải Bánh được ban chuyên án quyết định di lý về trại tạm giam công an tỉnh Tiền Giang để tiếp tục đấu tranh khai thác. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, lúc đó là thiếu tá, phó thủ trưởng cơ quan điều tra và điều tra viên Nguyễn Tuyến Dũng được phân công trực tiếp xét hỏi Hải Bánh. Đúng 10 giờ sáng ngày 23 tháng 11 năm 2001, nhận bàn giao bị can Hải Bánh từ trại giam T16B Bộ Công an. Hình như quá căng thẳng nên thiếu tá Nguyễn Văn Nên và cộng sự quên cả ăn trưa. Đối với cán bộ điều tra, án truy xét đã là án khó. Hơn nữa với Hải Bánh, năm tháng 24 ngày giam giữ, các đồng nghiệp của anh cũng đã làm hết cách, nhưng hắn vẫn ngoan cố, không chịu khai báo. Mặc dù thời gian qua, anh có trực tiếp chỉ đạo điều tra, khám phá một số vụ án lớn như vụ buôn lậu xăng dầu xuyên quốc gia, vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt 94 tên, vụ dũng chim xanh, vụ hoàng liệu đạn. Thế nhưng những kinh nghiệm qua các vụ án, liệu có đủ để tấn công tên trùm giang hồ này không? đang lo lắng tìm phương án đấu tranh với Hải Bánh thì ngay chiều 23 tháng 11, Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, nay đã là trung tướng, chuyển cho tổ công tác do thiếu tá nên đảm trách một tập nhật ký chuyên án dùng hà, dày 130 trang, toàn tài liệu quý của công an Hải Phòng, công an thành phố Hồ Chí Minh và các cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát thu thập được. Sau một đêm thức trắng vật lộn với tập hồ sơ, sáng 24 tháng 11, kế hoạch khai thác Nguyễn Tuấn Hải gồm 7 bước được hoàn tất. Có thể nói đây là những tài liệu quan trọng giúp anh em hiểu thêm bản chất của vụ án và cả việc nhận định đối tượng gây án, phương thức thủ đoạn của các băng nhóm giang hồ hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt thông qua tập hồ sơ, nhật ký chuyển án Dung Hà, các điều tra viên đã phân tích rõ vai trò, mối quan hệ, mâu thuẫn của Hải Bánh liên quan trực tiếp đến cái chết của Dung Hà. Mặc dù kế hoạch xét hỏi được xây dựng tỉ mỉ, nhưng qua hai ngày trực diện với Hải Bánh, các điều tra viên vẫn phải đối mặt với thái độ không nghe, không thấy, không biết gì về vụ giết Dung Hà của Hải Bánh. Đến khi vận dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh thì hắn kêu mệt và giả bệnh không thể làm việc được. Đây là cho câu giờ giết thời gian tạm giam mà Hải Bánh cố tình gây ra. Thiếu tá Nguyễn Văn Nên quyết định đẩy mạnh khâu cảm hóa giáo dục, đồng thời đột phá vào những mâu thuẫn của Hải Bánh trong vụ Dung Hà. Nhớ lại lần tiếp nhận Hải Bánh, anh phát hiện ở dưới bụng của hắn có xăm hình phụ nữ lõa thể nằm sóng xoài với một mũi tên xuyên qua ngực. Vì hình xăm là hình màu nên đường nét khá công phu, tinh xảo và chắc chắn bức hình ẩn chứa những điều uẩn khúc. Hơn nữa từ khi về trại tiền giang, Hải Bánh chỉ có một bộ quần áo, không hề có đồ dùng cá nhân. Trong buồng giam lại không có ai giúp đỡ nên Hải tỏ ra đơn độc. Qua nghiên cứu lai lịch, thiếu tá nên cùng cộng sự phát hiện Hải Bánh là người rất thường còn. Được sự đồng ý của lãnh đạo, ngay buổi sáng thứ ba kể từ khi Hải Bánh chuyển về trại tạm giam Tiền Giang. Thiếu tá Nên đã mang cho Hải hai bộ quần áo, chăn màn, kem, bàn chải đánh răng và cho tiền mua thức ăn thêm. Khi thấy người cán bộ tặng quà cho mình, Hải Bánh vội quỷ xuống đón nhận, hai tay run run và mắt ngấn lệ. Hải Bánh cảm động thực sự trước sự đối xử nhân đạo đầy tình người của cán bộ điều tra. Theo đúng luật, chỉ còn 72 tiếng đồng hồ nữa là phải trả tự do cho Hải Bánh. Điều đó càng hối thúc các điều tra viên phải ra sức đấu trí với Hải. Nhưng với một bị can như Hải Bánh thì sự nôn nóng trong lúc này là hỏng việc. Vì thế suốt buổi sáng thứ ba, thiếu ta nên quyết định không hỏi về án tử. Anh chỉ nói chuyện gia đình, hỏi thăm con cái, động viên Hải Bánh. Khi hỏi về hình xăm người phụ nữ thì Hải Bánh tỏ ra giận dữ rồi chuyển sang xúc động. Được động viên, Hải Bánh bắt đầu thổ lộ. Khi con gái hắn mới được 2 tháng tuổi, hắn bị bắt ở nhà vợ hắn ôm con về trả cho bà nội Rồi bỏ sang Đức với tình nhân Hắn hận người đàn bà nhẫn tâm ấy Càng giận vợ Hắn càng thương con và ngược lại Vì thế nỗi sợ lớn nhất của hải bánh Là khai ra sự thật sẽ bị dựa cột Mà dựa cột thì đứa con gái Sẽ mổ côi cả cha lẫn mẹ Đó là sự đau đớn và ân hận lớn nhất Đối với hải bánh Đã ba buổi trưa Thiếu tân nên đều cho anh em mua bánh mì và nước suối Về phòng hỏi cung Để cùng ăn trưa với hải bánh cán bộ và bị can cùng một khẩu phần không phân biệt. Cảnh không ngờ điều nhỏ nhặt này cũng làm cho Hải Bánh suy nghĩ. Bằng kinh nghiệm điều tra, các anh đã đọc được hết suy nghĩ của Hải Bánh, nhưng cần có thêm thời gian cho hắn suy nghĩ và ngay buổi chiều ngày hôm ấy, các anh kiên trì giáo dục, thuyết phục, động viên Hải Bánh nên khai ra sự thật để được hưởng sự khoan hồng và chỉ có như thế, Hải mới tự cứu được bản thân hắn thoát chết. Sau mấy ngày đêm căng thẳng, tìm cách đấu trí, đấu lý với hải bánh. Anh em điều tra ăn không ngon, ngủ không được. Thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Chùn bước lúc này nghĩa là đầu hàng. Thiếu toàn nên và điều tra viên Dũng động viên nhau và tỏ ra quyết tâm hơn. Sang ngày thứ năm, Hải Bánh bắt đầu khai nhỏ giọt về các mối quan hệ giữa Nam Cam và Dung Hà. Sự hợp tác bắt đầu có hiệu quả. Xong phải đánh gục tư tưởng của Hải Bánh khi mà hắn vẫn tin rằng công an không biết gì về vụ Dung Hà không còn thời gian chờ đợi nữa. Thiếu tá nên quyết định vừa cảm hóa, thuyết phục, vừa bằng những chứng cứ thu thập được để ra đòn quyết định, làm cho Hải Bánh hiểu rằng hành vi tổ chức giết Dung Hà của hắn, nếu không thật thà khai báo, sẽ không còn cơ hội lập công trục tội và đường sống của hắn kể như khép lại. Sau mấy đêm trần trọc, cuối cùng Hải Bánh đấu tranh trần trở giữa khai hay không. Biết được diễn biến tư tưởng của Hải Bánh, bước sang ngày thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng, thiếu ta nên quyết định đột phá. Sớm muộn gì chúng tôi cũng làm rõ hành vi giết người của anh. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng mà chúng tôi dành cho anh. Anh nên thức tỉnh, nếu anh không biết tận dụng cơ hội này thì... Hải bánh như có niềm tin và chút được nỗi lo dựa cột. Hắn bắt đầu mở miệng khai báo rành mạch về vụ án Dung Hà và tập đoàn tội ác do Nam Cam cầm đầu. Đây cũng là một thành công cực kỳ lớn và đương nhiên công đầu thuộc về ông Nguyễn Văn Nền. Thì chính lời khai của Hải Bánh đã mở ra một chuyên án tội phạm lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Thân bại danh liệt vì sai lầm. Trong vụ án Nam Cam, ông Nguyễn Văn Nên có rất nhiều công, tuy nhiên cũng phạm phải một sai lầm khá lớn. Chính sai lầm này đã khiến sự nghiệp của ông chấm dứt. Cụ thể, khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An tỉnh Bình Dương, có chủ đầu tư là công ty cổ phần Hưng Thịnh, do các cổ đông chủ chốt góp vốn gồm các ông Bùi Mạnh Lân, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Đỗ Cao Bằng, Phạm Văn Hướng, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc. Hai ông Bằng và Hướng sau đó góp vốn cùng hai ông Nguyễn Viết Tạo giữ chức Tổng Giám đốc. Nguyễn Đức Bình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn ga Bình Dương nằm trong khu công nghiệp Đồng An. Vào năm 2000, nội bộ các thành viên công ty ga Bình Dương phát sinh tranh chấp. Nhóm ông Bằng, Bình, Hướng cho rằng ông Tạo có dấu hiệu gian lận tài chính. Vụ việc được đưa ra tòa phân giải ngày 18 tháng 9 năm 2000, nghi ngờ ông Tạo có ý đồ tẩu tán tài sản công ty, nên hai ông Bằng và Bình đã đưa một số người đến công ty Gà Bình Dương với mục đích bảo vệ tài sản công ty. Hai bên xảy ra sổ sát và được công an địa phương lập biên bản xác định không có việc gì xảy ra. Bất ngờ gần 2 năm sau, vào tháng 6 năm 2002, ông Tạo làm đơn tố cáo nhóm ông Bằng gửi đến ban chỉ đạo điều tra chuyên án 5 cam và đồng phạm. Trong đơn tố cáo, ông Tạo cho rằng một số thành viên của hội đồng quản trị công ty Hưng Thịnh thuê các đối tượng là đàn em năm cao đến công ty Gà Bình Dương gây dối và chiếm giữ tài sản. Ông Nguyễn Việt Thành, khi đó là phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phía Nam, trưởng ban chuyên án đồng ý cho tổ A4 thuộc chuyên án tiếp nhận đơn tố cáo này thủ lý. Tổ A4 gồm một số điều tra viên thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang do phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này là Nguyễn Văn Nên làm tổ trưởng lạm dụng lệnh bắt khẩn. Tháng 3 năm 2003, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng ông Bằng và Bình có ý định bán nhà, bán cổ phần để tẩu tán tài sản, có ý định bỏ trốn nên đã chỉ huy một tổ công tác bắt khẩn cấp đối với hai ông này và ba cá nhân khác. Một tháng sau, ông Nên ký lệnh tiếp tục bắt, khám xét khẩn cấp đối với các ông Lân và Hướng ngay tại trụ sở công ty Hưng Thịnh và di lý về trại giam công an tỉnh Tiền Giang. Sau đó cả nhóm 7 người đều bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Vì hành vi liên quan đến cuộc gây rối vào ngày 18 tháng 9 năm 2000, và ủy quyền cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang thụ lý điều tra. Sau đó ông nên đã đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn lệnh tạm giam hai ông Lân và Hướng. Đến ngày 28 tháng 5 năm 2003, hết thời hạn tạm giữ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã từ chối phê chuẩn lệnh tạm giam vì lý do ông Bùi Mạnh Lân và Phạm Văn Hướng không đồng phạm với ông Đỗ Cao Bằng gây dối trật tự công cộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản báo cáo vụ việc và ông Nguyễn Việt Thành đã ghi ý kiến chỉ đạo. C-16, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục bổ sung chứng cứ, xin Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn Lân và Hướng. Sau đó ngày 11 tháng 6 năm 2003, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với ông Lân còn trường hợp ông Hướng thì viện vẫn không phê chuẩn. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã cho ông Hướng tại ngoại và giao quyết định này cho ông Nên thực hiện. Tuy nhiên, đến ngày 7 tháng 7 năm 2003, ông Nên mới chuyển quyết định này đến trại giam công an tỉnh và ông Hướng. Vì thế, ông Hướng đã phải chịu cảnh bị giam ngoan tổng cộng 60 ngày. Nhóm ông Lân, Bằng Bình cũng được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giữ từ ngày 27 tháng 8 năm 2003. Nhưng đến ngày mùng 1 tháng 9 năm 2003, ông Nên mới cho triển khai các quyết định này. Vụ án gây dối trật tự công cộng nói trên đã chính thức khép lại ngày 16 tháng 8 năm 2004 khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với các ông Lân, Hướng, Bằng, Bình và ba bị can khác. Nhóm các ông Lân bằng hướng sau khi được trả tự do, lập tức đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan có thẩm quyền trung ương, tố cáo nhóm ông Nền nhưng hơn 6 năm sau, Cục Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới được chỉ đạo vào cuộc. Ban đầu cơ quan này đã xác định việc bắt khẩn cấp các ông Lân, Hướng là vi phạm quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Bởi lẽ việc tranh chấp xô sát đã diễn ra trước đó gần 3 năm tại tỉnh Bình Dương. Nghĩa là đến thời điểm cuối tháng 4 năm 2003, hậu quả đã không còn nguy hiểm để làm căn cứ bắt khẩn cấp. Đồng thời ông Lân và ông Hướng không cư trú, làm việc tại tỉnh Tiền Giang nên việc ông Nên và tổ công tác của Công an tỉnh Tiền Giang vươn tay bắt người ở tỉnh Bình Dương là không đúng thẩm quyền. Ngay sau đó, chiều 23 tháng 12 năm 2010, bà Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã công bố các quyết định kỷ luật của Bộ Công an đối với ba sĩ quan Công an tỉnh Tiền Giang. Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, theo các quyết định kỷ luật của Bộ Công an, thì ba sĩ quan Công an Tiền Giang đã có một số sai phạm trong quá trình xử lý một số vụ án trước đó. Cụ thể, đại tá Ngô Thành Phong, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ bị kỷ luật với hình thức cách chức, hạ một cấp hàm xuống thượng tá do có vi phạm về quản lý và xây dựng vật chứng và vi phạm nguyên tắc của ngành. Cách chức loại ngũ ông Nguyễn Văn Nền, trưởng công an huyện Châu Thành, nguyên phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, hạ một cấp hàm từ thượng tá xuống trung tá do vi phạm quy định bắt giam giữ và quản lý vật chứng. Cách chức đội trưởng đội tham mưu văn phòng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Út hạ một cấp hàm xuống đại úy do vi phạm quy định về quản lý vật chứng. Trên đây là hồ sơ Nguyễn Văn Nên, phó ban chuyển án nằm cảm và cuộc đời thân bại dình liệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV đại bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.